Hello, chào mừng các bạn đến với podcast của Jane. Đây là nơi chúng ta có thể chia sẻ với nhau về nhiều chủ đề liên quan đến tài chính cá nhân, phát triển bản thân, ngành blockchain mình đang làm việc và những bài học giá trị mình đã đúc kết được cho bản thân. Vài tuần trước thì mình có thấy tin các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn. Vậy là thêm một năm nữa, những thành phố lớn chúng ta lại chuẩn bị chào đón một đợt tân sinh viên mới nhập học, làm cho mình cũng cảm thấy nhớ lại bản thân của mình vào khoảng gần 10 năm trước. Lúc đó thì mình cũng chỉ là một cô bé mới chân ướt chân ráo lên Sài Gòn sau khi mà nhận được thông báo trúng tuyển của trường đại học ngoại thương thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 2. Lúc đó thì điểm trúng tuyển của mình tổng cộng là 26 điểm rưỡi, bao gồm 3 môn là toán 9, lý 8, hóa 9 và được cộng thêm nửa điểm vùng tại vì mình ở tỉnh Đồng Nai. So với số điểm này thì cũng không quá thấp và cũng không quá cao, nhưng mà so với trường đại học ngoại thương lúc đó thì đây là điểm gọi là ngành thấp nhất để có thể vào, đó là ngành tài chính quốc tế lấy 26 điểm rưỡi. Nhưng mà cái ngành mà mình muốn vào lúc đó lại là ngành kinh tế đối ngoại cơ, nhưng mà họ lấy tới 27 điểm lận. Cho nên là lúc đó mình vào mình rất là buồn, tại vì mình nghĩ là cuộc đời mình sẽ không bao giờ làm về bất kỳ cái gì liên quan đến tài chính hay là muốn liên quan gì tới con số tài chính hết. Nhưng mà thật là quyết định đúng đắn khi mình vẫn quyết định nộp vào đại học ngoại thương, mặc dù ngành đó là ngành mình không thích. Và tới bây giờ thì cuộc đời đưa đẩy, sẽ cuối cùng sau khi mà ra trường tốt nghiệp thì mình lại làm về tài chính cho đến tận bây giờ, cũng khá là nhiều năm. Cho nên là đúng là không nói trước được điều gì các bạn. Trong tập podcast ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ đôi chút về khoảng thời gian thời sinh viên của bản thân mình. Mình nghĩ là trong 4 năm học đại học thì có những thứ mình hơi hối tiếc tại vì chưa làm được, nhưng mà cũng có những thứ mình cảm thấy khá là hài lòng. Cho nên muốn chia sẻ lại với các bạn tân sinh viên 5 điều sau, hy vọng là sẽ giúp ích một phần nào đó trong quãng đời sinh viên sắp tới của các bạn. Điều đầu tiên đó là mình luôn muốn khuyên các bạn là hãy nên đi học tiếng Anh càng sớm càng tốt. Mặc dù bạn có là sinh viên của khối ngành kỹ thuật, điện tử, cơ khí, y dược hay là bất kỳ ngành nghề nào đi chăng nữa, thì mình tin là học tiếng Anh sẽ không bao giờ là quyết định sai lầm cả. Lúc thi đại học thì chỉ tiếng Anh của mình được có 5 điểm thôi, rất là thấp. Và mình nhận thức được là mình đã bị mất căn bản môn tiếng Anh từ hồi cấp 2 đến cấp 3 rồi, từ ngữ pháp cho đến từ vựng. Cho nên là điểm thi đại học của mình rất là thấp và mình không có học Anh văn. Ngay sau khi lên đại học thì điều mà mình muốn làm đầu tiên đó là đi học tiếng Anh để lấy lại căn bản. Lúc đó thì mình suy nghĩ có 4 mục đích sau. Thứ nhất là đơn giản để phục vụ cho việc học, tại vì ở trường ngoại thương thì thầy cô cũng sẽ bắt học thêm bộ môn tiếng Anh, cho nên không thể nào tránh được. Thứ hai, đó là có những trường họ sẽ cần sinh viên đạt tối thiểu điểm IELTS hoặc là TOEIC để làm một cái điều kiện cần để tốt nghiệp ra trường, tức là có bằng tiếng Anh thì mới ra trường được. Điều thứ ba là giả sử đến năm 3, năm 4 mình muốn nộp học bổng hoặc là apply những chương trình học ngắn hạn liên kết nước ngoài thì sao? Lúc đó mình phải cần một cái bằng tiếng Anh sẵn để mình nộp. Thứ tư đó là để sau này ra trường đi làm, lúc mà nộp CV đó thì trong cái CV mình muốn có sẵn một cái điểm tiếng Anh luôn, coi như là có một cái profile sẵn để người ta không cần test lại tiếng Anh của mình nữa. Đơn giản như vậy, và sau đó mình đặt ra một cái mục tiêu target là từ đầu năm nhất đến cuối năm 2 đại học mình phải đạt được ít nhất là 6.5 IELTS. Đặt mục tiêu xong thì mình đã dành ra 6 tháng đầu để lấy lại căn bản tiếng Anh bằng cách tự học này. Rồi một năm tiếp theo là mình có đi học thêm trung tâm luyện thi IELTS để thầy cô hướng dẫn cách thi và cách lấy bằng IELTS như thế nào. Và 3 đến 4 tháng cuối cùng trước khi thi là mình tự luyện đề IELTS ở nhà. Và đúng như kỳ vọng thì cuối năm 2 đại học mình đã đăng ký thi IELTS và kết quả ngay lần thi đầu tiên là được 6.5 như mục tiêu đề ra. Sau đó thì mình cảm thấy là lúc đó bản thân mình vẫn còn thời gian, tức là ngoài việc học trên trường ra thì vẫn còn trống một cái khoảng thời gian để có thể học thêm một cái gì đó nữa. Và mình cảm thấy là mình khá là thích học ngôn ngữ, cho nên mình đã quyết định đăng ký đi học thêm một ngôn ngữ khác, đó là tiếng Trung. Và mình xác định luôn là mục tiêu là cũng phải học để có chứng chỉ, chứ không phải là học cho biết hay là học để giao tiếp. Và cụ thể chứng chỉ tiếng Trung ở đây mình muốn là HSK. Vì còn là sinh viên mà, cho nên mình nghĩ là
học cái gì cũng cần đặt mục tiêu là phải có bằng chứng nhận và chứng chỉ, chứ không nên là đi học để thành thạo giao tiếp và không có một cái chứng nhận qualify gì cho việc học của mình, thì nó sẽ rất là mất thời gian và nó không đúng cái mục tiêu bản thân mình đề ra. Sau đó thì mình đăng ký học thêm tiếng Trung tại trung tâm SHZ và lớp của Trang Lão Sư được khoảng 1.5 năm, và sau đó thì mình lấy được bằng HSK4 như mục tiêu đã đề ra. Lúc đó thì mình cũng khá là happy rồi, tại vì với con đường học ngoại ngữ của mình thì đạt mục tiêu ra ban đầu mới năm nhất đại học, đến 3,5 năm sau, tức là khoảng tầm cuối năm 3 đó, thì mình đã có trong tay được một tấm bằng IELTS và một tấm bằng tiếng Trung để có thể sẵn sàng ra trường đi làm với một cái vốn liếng ngoại ngữ cũng được được một chút. Cho nên là các bạn sinh viên có thể cực kỳ cân nhắc việc học tiếng Anh từ sớm, tại vì sau này khi mà đi làm rồi mới biết á, tiếng Anh gần như là công việc nào cũng cần, và đó là thứ căn bản nhất để các bạn có thể giao tiếp và hội nhập, mở cửa những cơ hội ở ngoài nước với môi trường quốc tế. Thậm chí kể cả một việc đơn giản như là đi du lịch theo sở thích chẳng hạn, thì mình cũng cần tiếng Anh cơ bản để mình giao tiếp mà, đúng không? Cho nên là đừng có ngại học và đừng chần chừ, đừng có trì hoãn, mà hãy đi học tiếng Anh càng sớm càng tốt. Tại vì mình cảm thấy là ở cái độ tuổi còn trẻ thì mình học nó sẽ dễ vào hơn là những người lớn tuổi, cho nên là các bạn càng trì hoãn và càng chần chừ, càng né tránh nó, thì nó sẽ là một cái áp lực cho các bạn sau này khi mà các bạn muốn quay trở lại thời trẻ để học á, thì nó lại bị lỡ cái cơ hội đó đi. Cho nên nếu bạn không học thì bạn sẽ bị tụt lại so với lớp người trẻ, đó là điều chắc chắn. Và tiếng Anh là một ngôn ngữ cực kỳ tất yếu, và các bạn phải nên học tiếng Anh càng sớm càng tốt. Điều số 2 mình muốn chia sẻ đó là các bạn hãy tận dụng triệt để những cơ hội, hay nói cách khác là những đặc quyền mà các bạn sinh viên được offer trong quá trình học đại học. Ví dụ như việc các bạn có thể đăng ký một câu lạc bộ nào đó trong trường để cải thiện kỹ năng mềm, có thêm mối quan hệ, hoặc có thêm những cái hoạt động trong trường, hoặc đơn giản chỉ là một nơi để làm phong phú hơn kỷ niệm thời sinh viên của mình thôi. Tại vì mình đã từng sinh hoạt một lúc hai câu lạc bộ khi mà còn học và tu, và mình cảm thấy hoàn toàn xứng đáng với những cái nỗ lực và thời gian mình bỏ ra. Câu lạc bộ đầu tiên mình sinh hoạt được gọi là Action Club, là câu lạc bộ kỹ năng doanh nhân. Mình đã được tiếp xúc rất là nhiều những kỹ năng khi tổ chức sự kiện, lên kế hoạch, truyền thông, gọi tài trợ, nhân sự như thế nào, để mà bây giờ nó giúp ích mình rất là nhiều khi mà mình có vững kinh nghiệm để tổ chức hai cái sự kiện blockchain lớn nhất tại Việt Nam trong vòng 2 năm là 2023 và 2024, với tổng cộng là gần 10.000 người tham dự. Và tổ chức sinh hoạt số 2 là mình sinh hoạt là Isaac FTU HGMC, là học được cho mình một cách làm việc với người nước ngoài. Tại vì Isaac là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận mà, cho nên các bạn có thể tiếp xúc được với rất là nhiều những sinh viên quốc tế trên toàn thế giới. Các bạn đó qua Việt Nam để làm những hoạt động tình nguyện, thì bạn là người Việt Nam, bạn ở đây, bạn là host á, thì bạn sẽ giao tiếp với các bạn đó và take care các bạn đó trong quá trình các bạn sinh viên quốc tế lưu trú và làm tình nguyện tại Việt Nam, là làm cho mình cảm thấy mình dạng hơn cái vốn tiếng Anh của mình rất là nhiều, cũng như là có kinh nghiệm khi mình được tiếp xúc trực tiếp với những nền văn hóa khác nhau. Sau khi mà tốt nghiệp thì mình vẫn còn giữ mối quan hệ với các anh chị nè, các bạn trong câu lạc bộ, và mình nghĩ cũng giúp ích khá là nhiều trong quá trình đi làm sau này. Và với bản thân mình thì mình may mắn có trải nghiệm khá là tốt ở những câu lạc bộ mình sinh hoạt. Không biết là các bạn trường khác hoặc là những câu lạc bộ khác như thế nào, nhưng nếu được thì mọi người có thể cân nhắc thêm. Tại vì hình như là câu lạc bộ mở được apply vào đầu năm học thì phải, cho nên mình sợ đầu năm học các bạn lỡ rồi thì nó sẽ bị lỡ cơ hội mất, thì mọi người lưu ý điểm này ha. Thêm một ý nữa là trong quá trình học, nếu mà các bạn có thể săn được những cái khóa học ngắn hạn trong và ngoài nước để trải nghiệm thì hãy nên apply nha. Trước đây thì mình cũng từng apply một vài khóa và có đậu luôn, nhưng mà mình lại không tham gia, mình thấy khá là tiếc. Tại vì mình lúc đó là mình cảm thấy tiếc tiền vé máy bay, tiếc tiền làm visa, tiếc tiền thời gian làm thủ tục, cho nên mình đã không có đi, thì mình thấy khá là hối hận. Tại vì sẽ có những trường đại học nước ngoài đó, họ mở những cái khóa học ngắn hạn cho sinh viên quốc tế giao lưu giữa các trường với nhau, học phí thì được miễn phí, nhưng mà bạn sẽ phải lo tiền vé máy bay, và họ có thể là lo ký túc xá cho mình ở trong vòng 1 tuần, 1 tháng hoặc là 2 tháng, nó ngắn hạn thôi, như là winter course hay là summer course cũng có tại các nước trong châu Á. Và trong trường đại học thì người ta cũng có liên kết với những trường quốc tế để cho sinh viên khóa apply, cho nên mọi người hãy lưu ý là xem bản tin của trường hoặc là liên hệ với thầy cô để khi nào mà họ có cái dịp họ mở cái
cái khóa học ngắn hạn thì bạn có thể sắp xếp apply để giao lưu. Mình thấy cơ hội này khá là hữu ích. Đừng để như mình nha, khá là tiếc bởi vì có cơ hội apply và đã đậu nhưng mà lại không có đi, thì mọi người có thể lưu ý thêm. Điều số 3 là trong quá trình học mình đã không nhận ra, mãi sau này khi mà ra trường nhiều năm rồi thì khi nhìn lại mình cảm thấy hơi tiếc một chút, tại vì hoàn toàn có thể làm tốt hơn. Đó chính là cái thứ mà các bạn thường trong quá trình học có những người chăm chút nhất, còn có những người lại không chăm chút. Đó chính là cái bảng điểm của các bạn. Bảng điểm là thứ mà sau này khi tốt nghiệp rồi các bạn không thể thay đổi được và không thể lấy lại được. Tại vì lúc mà tốt nghiệp ra trường á, thì trường của mình sẽ in ra một cái bảng điểm tổng kết trong 4 năm học, liệt kê ra danh sách các môn, mỗi môn trung bình là bao nhiêu điểm, được thứ hạng A, B, C, D, và tổng kết lại là GPA đại học của bạn tổng cộng là bao nhiêu điểm và bạn tốt nghiệp loại gì. Thì khi mà mình cầm cái tờ giấy đó, mình cảm thấy sao có những môn mà sao mình để điểm thấp quá, hoặc là cái GPA của mình, cái điểm sao nó chưa được như mình mong đợi. Nhưng mà lúc đó thì đã muộn rồi, tại vì tốt nghiệp rồi. Thực ra thì sau này đi làm điểm số GPA không quá quan trọng đâu, nhưng mà nếu bạn nào mà định hướng đi du học á, thì GPA tất nhiên là rất là quan trọng. Tại vì mình cũng đã từng có ý định là apply đi du học và xin học bổng các thứ nhiều lần, nhưng mà ngoài cái điểm IELTS ra thì đa số các trường họ cũng sẽ xét điểm đại học GPA của mình. Và có một cái bảng điểm tốt nghiệp nó không đẹp á, thì cái tỷ lệ nhận học bổng cũng không cao lắm. Và sau này khi mà mình nghĩ thì đáng lẽ có những môn mình không nên để điểm C, điểm D, hoặc là có những môn mình hoàn toàn có thể tập trung học hành đàng hoàng để lấy điểm tốt hơn, chứ không nên có suy nghĩ là học để qua môn hoặc là thôi rớt thì thi lại nữa. Mình cảm thấy hơi hối hận vì trong quá trình học mình đã không cố gắng tập trung học nhiều hơn, mà một vài môn mình chỉ lên lớp điểm danh rồi đi về, học cho qua môn và cố gắng để ra trường. Tại vì cái bảng điểm sẽ là thứ không thể thay đổi được sau khi mà các bạn tốt nghiệp rồi, cho nên khi còn có thể thay đổi được ở trong trường thì nên cố gắng. Và sau này có bạn học lên cao nữa hoặc là đi du học thì mình vẫn highly recommend là phải đầu tư cho cái bảng điểm đại học của mình nó đẹp một chút. Điều số 4 là theo quan điểm cá nhân của mình, dù sao trước sau gì cũng đã vào tới đại học rồi đúng không, thì thôi cố gắng làm thế nào để có được cái tấm bằng trong tay, được cái tấm bằng ra trường cho bản thân mình, cho bố mẹ, cho gia đình mình cảm thấy tự hào. Tại vì mình có biết rất là nhiều người bạn trong quá trình học đại học chung với mình á, thì có gap year, có đi nước ngoài, hoặc là có ngưng một thời gian để đi làm, hoặc là gia đình tài chính khó khăn quá, hay là có việc cá nhân. Thì trước sau gì các bạn, hầu như là mình quan sát trước sau gì các bạn đấy cũng cố gắng quay trở lại trường học để học lại và làm sao để có được cái tấm bằng ra trường. Thì theo kinh nghiệm quan sát cá nhân của mình á, là những cái bạn gap year đều sẽ quay trở lại trường học để lấy cái bằng cho xong. Tại vì bị cái là sau này khi mà quay lại học á, thì các bạn sẽ phải học với những lứa sau, những cái em nhỏ tuổi hơn mình, chứ không tốt nghiệp và không có học chung với cái lứa đang học nữa. Cho nên là mỗi lần ôn thi các thứ hay là đi học thì không có người học chung thì cũng ít động lực hơn. Cho nên là cố gắng làm sao để học đúng hạn, thi đúng hạn, tốt nghiệp đúng hạn, lấy bằng ra trường đúng hạn là mình nghĩ trọn vẹn nhất. Theo mình là như vậy, có được cái tấm bằng trong tay nó sẽ chắc chắn hơn cho cái tương lai của mình một chút, cho cái con đường học vấn của mình một chút, và làm cho gia đình, cho bố mẹ mình cảm thấy yên tâm hơn. Và điều cuối cùng, điều số 5, đó là các bạn sinh viên có thể vừa đi học vừa đi làm thì cũng tốt, có thể kiếm tiền trang trải phí sinh hoạt, nhiều hơn nữa thì là phụ ba mẹ đóng tiền học, hoặc là mình đi học thêm gì bên ngoài đó thì mình cũng có thể tự đóng tiền học cho bản thân mình. Nhưng mà mình nghĩ là đừng vì quá đi làm mà bỏ bê việc học, đặc biệt là những công việc không thật sự quá giúp ích cho con đường sự nghiệp lâu dài của bạn sau này. Ở đây mình không chỉ trích một công việc cụ thể nào cả, nhưng mà theo quan điểm và quan sát cá nhân của mình cảm thấy có những bạn mà đi làm part time một vài công việc tay chân thôi, nhưng mà lại để nó lấn át những cái việc khác mà có thể giúp bạn phát triển hơn, ngoài cái việc là đi làm chỉ để lấy lương và chỉ để kiếm tiền. Thì các bạn đánh đổi cái thời gian và cái công sức, thay vì là đi học thêm, đi phát triển thêm hoặc là tập trung vào việc học, thì bạn lại ưu tiên cái việc đi làm part time bên ngoài hơn cả cái việc học nữa. Thì trước đây mình cũng đã từng đi làm phục vụ này, làm gia sư, làm trợ giảng tại các trung tâm nhỏ nhỏ để có thể kiếm thêm thu nhập vài chục nghìn một giờ. Nhưng mà gọi là nếu mà để đánh đổi thời gian á, thì tất nhiên là mình sẽ ưu tiên hơn cho cái nào mà nó giúp mình về lâu dài, chứ không phải lúc nào cũng chăm chăm những công việc mà chỉ đem lại tiền thôi chứ không có một cái giá trị nào khác hết.
mình biết là có những bạn sinh viên rất là nôn để kiếm tiền mà, tại vì cấp 3 mà rồi lên đại học là một cái bước ngoặt mới, mình rất là nôn để mình đi làm, mình kiếm tiền, mình chứng minh cho ba mẹ thấy và mình giúp đỡ được lại ba mẹ nữa. Tuy nhiên thì mình nghĩ là cái thời điểm hoàn hảo để các bạn có thể tìm một cái công việc full time và bớt được cái việc học trên trường á, thì ví dụ như trường của mình là khoảng từ cuối năm 3 đến đầu năm 4, khi mà chỉ còn viết khóa luận và một vài môn nhỏ nữa thôi là xong ấy, thì lúc đó cái quỹ thời gian cho việc học trên trường nó được giảm lại và cũng phù hợp để kiếm một cái công việc full time. Thì lúc đó mọi người có thể có nhiều lựa chọn hơn, cũng như là đã vững vàng về kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng khi mà đi xin việc. Còn để nói với vai trò của một nhà tuyển dụng khi mà mình đi tìm ứng viên, thì những bạn nào mới chỉ là sinh viên mới năm nhất, năm hai mà vẫn còn đang vừa đi học vừa apply công ty, thì mình sẽ có ít xu hướng nhận các bạn hơn. Một phần vì sợ công việc mà giao nhiều quá sẽ làm ảnh hưởng đến việc học của các bạn, còn một phần dù có nhận bạn đi chăng nữa thì cái mức lương trả cho bạn cũng không được quá cao, và thậm chí một vài công ty là intern, thực tập sinh không lương luôn á. Cho nên các bạn sinh viên có thể cân đối lựa chọn thời điểm phù hợp, công việc phù hợp nếu như muốn vừa đi học vừa đi làm. Và trên đây là 5 điều mà mình muốn nhắn nhủ với các bạn sinh viên trong thời gian các bạn sẽ sắp bước vào một ngưỡng cửa mới của cuộc đời. Hy vọng là các bạn sẽ có cho mình một thời sinh viên thật là đẹp, thật là vui, để sau này khi nhìn lại không hối tiếc điều gì nha. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe podcast của Jen. Nếu bạn thấy thích tập podcast này thì nhờ bạn nhấn thêm vào nút like để mình có động lực làm những tập tiếp theo. Mình xin cảm ơn và xin chúc những gì tốt đẹp nhất trên thế giới này sẽ đến với bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập podcast sau. Bye bye!